Đây, bốn người chơi của ngày hôm nay. Kế bên Đại Nghĩa là một cái người mà đã quá quen rồi nha. À, Minh Luân. Vâng, lần đầu tiên cho Minh Luân xin được gửi lời chào trân trọng tất cả quý vị đang xem chương trình. Và xin chào MC Gặp Hoài, Đại Nghĩa. Anh cũng gặp người chơi là em Hoài nha. Tiếp theo, bé Giang My. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Giang My. Và hôm nay em rất là vui khi đồng hành cùng anh Minh Luân để tham gia chương trình Sao Hai Chữ. Đồng hành cùng anh Minh Luân chắc gì. Hai anh em được đồng hành cùng nhau, mọi cái nó vẫn còn ở phía trước. Còn đứng bên cạnh Đại Nghĩa đây, cô bé hát hay lộng lẫy quý vị ơi, quán quân luôn quý vị ơi. Mà bây giờ ít thấy xuất hiện quá, tại sao vậy hả Thảo My? Như em có chia sẻ rồi ạ, là khoảng 2 năm rồi em mới comeback với một MV là quay trở lại lần vừa rồi. Thì tại vì em cũng phải dành một khoảng thời gian để thực sự là suy nghĩ xem là mình muốn cái gì và cái định hướng của mình trong âm nhạc như thế nào. À, bởi vì cái hồi mà bé Thảo My được quán quân đúng quý vị, mới có 17 tuổi à. 16 tuổi à. Còn nhỏ quá để gọi là mình đủ cái sự chín chắn trong cái định hướng về con đường âm nhạc của mình. Nhưng mà bây giờ thì mình đã khác rồi. Em định rằng con đường âm nhạc của mình sắp tới nó sẽ đi như thế nào? Bây giờ em sẽ theo một cái hướng mới hơn một chút, đó là R&B ạ. R&B. Dạ, và cái hình ảnh của em sẽ, em cũng mong muốn là mọi người sẽ đón nhận một hình ảnh Vũ Thảo My kiểu trưởng thành hơn. À, dạ. Mọi người sẽ chờ đợi em nha. Tiếp dạ, theo Hoàng Dương. Dạ, xin chào mọi người, mình là Đỗ Hoàng Dương và mình đang là ca sĩ và mình rất là vui ngày hôm nay được có mặt ở đây cùng với tất cả mọi người để tham gia một chương trình vui như thế này. Mở ô chữ. Thấy chưa? Trời ơi. Đâu đâu, em cái tiếng đầu tiên là của em. Trước. Cái tiếng đầu tiên là của em đánh tiếng theo. Bên đây trước. Đi cây giấy cả. Mi. Cô đấy, cô ngồi đấy cười. Ba đồng một mớ trầu cay. Sao anh không hỏi những ngày còn những ngày còn không? Ừ. Thảo My đọc lại một lần nữa đi được chưa? À, ba đồng một mớ trầu cay. Tôi một mớ lần hả em? Dạ. Thôi một miếng thôi. Một miếng mới nghe đọc rồi sai. Thôi một miếng. Tại vì cái người ta mua người ta cố tình mớ đấy. Người ta mua rồi mà. Thôi một miếng chắc đi. Không? Không chắc thì cũng... Thế nếu bây giờ mình đọc thành miếng thì y chang cái câu bên kia đọc lúc đầu. Thì thua thì thôi. Y chang câu kia đọc lúc đầu. Y chang câu đội bên kia đọc lúc đầu luôn. Đúng không? Bây giờ mình phải đổi ba đồng một mớ tiếp trầu cay. Sao anh không hỏi những ngày còn không? Chốt không? Chốt. Thua thì thôi. Dạ. Đây là không biết nhân nghĩa nói kìa. Chị khóc hay chị cười vậy? Hả? Đang mi ấy, chị khóc chị cười đấy. Biểu cảm của chị lạ lắm. Biểu cảm không đoán được là cảm không xúc đoán gì được luôn. Rồi anh Nghĩa hãy nói nhìn mặt Minh Luân mà đoán. Cái mặt sủ thế đó. Không, bây giờ mình biết là anh Nghĩa phe nào rồi đúng không em? Cho nên bây giờ mình... Đây là đáp án. Trả lời đi anh, hồi hộp. Chính xác. Cái chuyện là đánh cái đầu tiên lại đánh trước để coi sức trẻ với sức ít trẻ bên nào nhanh hơn. Mở ô chữ. Anh ơi cầm cái này nha. Anh ơi phải đúng rồi. Đâu chương trình đâu có bắt không phải cầm cái cây đó đâu. Chương trình cái tiếng chuông một cái bon thôi. Anh ta nói ngay từ đầu em phải lấy cái dùi, em quánh lên cái chiên mới được đúng không?